Mặt ông rôi chỉnh góc, mặt toàn rôi. Chạy này món được nồi chén rồi chén chén rồi ăn ngon con Nguyễn cái trẻ đó này chát luôn rồi không đấy là người ta gọi là mật rồi. Mặt con rồi chỉnh góc bình thường này hay. À rồi còn há mật hả trời bố đấy mật rồi dạ tập đọc đúng không chào bộ kéo